Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 392 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ tại phương xa, La Hầu La Ma Tổ cảm ứng hơi thở của Hồng Đạo Nhân nhanh chóng tới gần. Hắn vội vàng bay đi, giọng từ xa vang vọng lại nói: Kế đồ, hôm khác ta sẽ giết ngươi vậy. Hồng Đạo Nhân đi đến bên cạnh Kế Đô Ma Đế, hai người biểu tình trầm trọng. Hồng Đạo Nhân khẽ nói: Phụ thần kêu chúng ta đến, còn Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân kêu Cản Nguyên Bá Phụ tiến đến. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn lại kêu La Hầu La đến. Đây là muốn chúng ta hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa cũ, không chút do dự ra tay trong vô lượng sát kiếp này. Kế Đô Ma Đế gật đầu nói: Không biết có bao nhiêu người sống sót qua sát kiếp này đây. Tâm tình của hai người nặng nề. Khai thiên khí vận công đức của nhóm Vân Liên cũng đã trôi hết. Hai đạo tổ bọn họ cũng không có công đức khí vận đạo tổ gia cố. Trong vô lượng sát kiếp, bọn họ không thể gặp sự hóa lành, sơ sẩy một chút là sẽ chết. Ngọa Long tinh vực đã ngay ở trước mắt, Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Đế âm thầm đi theo Vân Liên Nữ Đế. Ngọa Long tinh vực như rồng to đang khoanh nằm, tinh vực cũng bị tịch diệt kiếp quấy dày. Tịch diệt kiếp thời đại thú đạo cuồn cuộn xâm nhập, không ngừng ăn mòn các ngôi sao to lớn. Tinh vực vẫn sáng ngời, tuy tịch diệt kiếp thời đại thú đạo khủng bố, thế nhưng không thể tiêu trừ tinh vực kia. Tinh vực có các chỗ thần thánh, thế nhưng không có sinh linh sống, sinh sản. Vì tuy tinh vực không bị kiếp số tổn thương, nhưng sóng kiếp dao động bên trong, sinh linh không có chỗ trú ngụ. Vân Liên Nữ Đế đến gần tinh vực, lấy phủ văn sắc lệnh Giang Nam đưa cho ra. Phủ văn bay ra, rơi vào chỗ sâu nhất trong tinh vực. Phủ văn tỏa ánh sáng chói lòa, linh quang cuồn cuộn bộc phát từ phủ văn. Trong khoảnh khắc, trấn áp tịch diệt kiếp thời đại thú đạo nguyên tỏa tinh vực. Một phù văn trấn áp kiếp số một thời đại, thần uy như thế làm Vân Liên Nữ Đế, Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Đế không thể tưởng tượng. Bên trong phù văn phát ra thanh âm: Rồng to, tỉnh lại, rồng to, mau tỉnh lại. Thanh âm chấn động vũ trụ càn khôn, trầm thấp mà hùng hồn như chuông cổ ngân vang. Ta cần ngươi tỉnh lại, chiến đấu vì ta. Gào! Tiếng gầm trầm đục kinh người từ chỗ sâu nhất trong tinh vực truyền đến. Tiếng rồng ngâm làm sập các tinh vực. Vô số linh quang tụ tập lại chính giữa tinh vực, biến thành hai con mắt sáng rực, đôi mắt rồng. Là ai đang triệu hoán ta vậy? Triệu hoán rồng vĩ đại chiến đấu vậy? Sóng âm càng lúc càng kịch liệt. Vân Liên Nữ Đế ở ngoài tinh vực bị trùng kích, vạt áo bay phần phật, người lảo đảo. Đôi mắt to càng lúc càng cao lên, từ trung tâm tinh vực bay lên cao. Vô số linh quang như thủy triều dâng lên. Một cái đầu rồng to lớn không gì sánh bằng chậm rãi nâng lên từ tinh vực ngân hà quay quanh. Cái đầu rồng đáng sợ chậm rãi di chuyển, thò đầu ra khỏi tinh vực, râu như ngân hà dao động tới gần mặt Vân Liên Nữ Đế. Ta nhận ra nha đầu nhà ngươi. Ngươi và nữ nhân của giáo chủ từng đến chỗ ta, còn mang theo mấy con sâu hèn mọn. Phải rồi, là giáo chủ triệu hoán ta. Ta nhớ thành ngầm của giáo chủ. Vân Liên Nữ Đế cố gắng đứng vững, ngước đầu nhìn con rồng to, khó khăn nói: Tịch diệt kiếp cuối cùng sắp đến, Thiên Tôn Đạo Lão Gia kêu ta tiến đến thức tỉnh ngươi, chuẩn bị nghênh chiến trận chiến cuối cùng vô lượng sát kiếp. Vân Liên Nữ Đế thầm hoảng sợ, con rồng to là tiên thiên linh bảo hoang dại, đi theo Giang Nam nhiều lần chinh chiến, sau này nó suýt bị Vô Cực Thiên Tôn đưa vào thời không tiền sử, nhờ lực lượng thời không tiêu diệt nó. Con rồng to mất trí nhớ rồi trốn vào đây, biến thành Ngọa Long tinh vực tự mình trị thương, mãi không chữa lành.
Giang Nam mượn sức Vân Liên, Thiên Vi bổ sung đầy đủ linh quang trong cơ thể con rồng to. Trước con rồng to mạnh, thế nhưng không vượt sức tưởng tượng. Cỡ đẳng cấp tiên thiên linh bảo Nguyên Trung, Nguyên Đỉnh, con rồng to chỉ hơn tiên thiên linh bảo khác ở chỗ có ý thức riêng. Tiên thiên linh bảo như Nguyên Trung, Nguyên Đỉnh cần người ta vận chuyển bằng pháp lực mới phát huy uy lực được. Con rồng to thì tự mình vận chuyển mình, uy lực rất mạnh. Hiện giờ Vân Liên Nữ Đế đã luyện thành tiên thiên đạo cảnh, tu thành đạo quân, cách đạo tôn chỉ một bước. Năm xưa con rồng to mạnh, thế nhưng ở trong mắt Vân Liên Nữ Đế không đến mức xa xôi, không thể với tới. Hiện giờ con rồng to tỉnh khỏi giấc ngủ, trở nên cường đại hơn trước kia. Con rồng to vẫn là tiên thiên linh bảo, thế nhưng thực lực mạnh mẽ hơn gấp vô số lần. Vân Liên Nữ Đế thầm khâm phục. Hèn gì, nó dựa vào linh quang bản thân có thể chấn áp tịch diệt kiếp thời đại thú đạo, cho đến nay không bị tiêu trừ chút nào. Vân Liên Nữ Đế không biết rằng, nếu không có sóng tịch diệt kiếp thời đại thú đạo đến, con rồng to muốn tu thành cảnh giới hiện giờ còn cần cố gắng không biết bao nhiêu ức năm. Là hủy diệt thú đạo rèn luyện con rồng to, khiến linh quang vài ức năm nay của nó bị mài đến trong suốt lấp lánh. Đạo tâm được tu luyện gần như vĩnh hằng bất diệt. Ta ngủ say mấy năm, thời cuộc đã tan vỡ đến mức này rồi sao? Nguyên cả tinh vực uốn cong bắt đầu duỗi ra, các ngân hà giang rộng. Ngân hà là thân hình của con rồng to, nó giãn ra dài đến không thể tưởng tượng. Quả nhiên không có ta chấn áp thiên địa càn khôn là đám giáo chủ không làm ăn được gì mà. Để mấy con sâu nhãi nhép làm phán. Nếu như vĩ đại ta đây vẫn chấn áp thời đại tiên đạo thì sẽ không phạm sai lầm như vậy rồi. Con rồng to chợt nhận ra nó cần nói chuyện với Vân Liên Nữ Đế, thế là cố gắng thu nhỏ thân thể. Vô số linh quang ngưng tụ, thân hình con rồng to nhỏ dần. Con rồng to áp xúc bụng mình tròn vo. Con rồng to mập mạp, bụng to, ngồi xổm trước mặt Vân Liên Nữ Đế. Vẻ mặt con rồng to nghiêm túc, cảnh cáo Vân Liên Nữ Đế định cười. Không cho ngươi cười. Con rồng to nhấc tứ chi mập mạp tiến tới trước. Đám sâu kia, Long Đại Lão gia trở lại. À, đừng díu, ta tự mình bỏ lên được. Cái kia, Long Đại Lão gia cho ngươi cơ hội nịnh nọt mông rồng ta. Hãy đến đây nâng mông ta đi, ta không đứng dậy nổi. Trên Đại La Thiên, cuối cùng con rồng to vật vã cũng đến được nơi. Trên đường đi, con rồng hoang thấy tình hình thê thảm của thời đại tiên đạo bây giờ, tâm tình nó dần dần nặng nề. Con rồng to cảm ứng hơi thở thiên nhân ngũ suy tràn ngập bên trong không trung. Tịch diệt kiếp cuối cùng này chưa hoàn toàn bộc phát, thế nhưng con rồng to là đạo chủ thời đại thú đạo, lại là tiên thiên linh bảo, tự nhiên có thể cảm ứng. Nếu kiếp số bùng phát sẽ khủng bố biết mấy. Đến Đại La Thiên, con rồng to đưa mắt nhìn thấy chỗ này tựa đào nguyên thế ngoại, không thảm thiết như bên ngoài. Con rồng to hấn hở chạy đi gặp Giang Nam. Giáo chủ, à, bây giờ ta nên gọi ngươi là Thiên Tôn. Lão giết người nhà ngươi còn mạnh hơn ta một chút xíu rồi. Đương nhiên chỉ chút xíu thôi, nhưng vậy là rất giỏi rồi. Con rồng bụng to cười nói. Đại La Thiên của ngươi rốt cuộc đã xây dựng xong, nhưng còn kém một chút ta, vẫn bị thiên nhân ngũ suy xâm nhập. Mấy con sâu đều có tuổi thọ, khó tránh khỏi đại kiếp nạn. Giang Nam đứng dậy mỉm cười nói. Ngươi trở về là tốt rồi, tịch diệt kiếp cuối cùng cũng không còn xa. Thời đại tiên đạo sắp tan vỡ, dù là phàm phu tục tử hay tiên nhân đạo quân đều bị hạn chế tuổi thọ trước đại kiếp nạn này. Bây giờ chỉ có vô lượng sát kiếp mới giảm thấp cuối cùng. Tranh thủ một cơ hội sống cho mình trong tương lai. Mấy hôm nữa sẽ có trận quyết chiến định ra sinh tử. Trận chiến này không thể thiếu ngươi được. Tất nhiên không thiếu ta được. Vĩ đại như ta đây sao có thể không tham gia góp vui cho được. Con rồng to nhìn đông ngó tây hỏi. À phải rồi, tiểu nữ nhân quỷ bà Thiên đâu? Con rồng to sống rất lâu trong vô nhân cấm khu. Nó nhập thế là vì gặp được quỷ bà Thiên và Giang Nam. Trong đám người ở Nguyên Thủy Đại La Thiên, chỉ có Giang Nam cùng quỷ bà Thiên là chơi thân với con rồng to nhất. Hiện giờ Giang Nam đã là Thiên Tôn, cảnh giới đại viên mãn đạo quân, uy nghiêm nặng nề. Con rồng to đối diện với Giang Nam cũng thấy áp lực vô hình,
ngộp thở nên chợt nhớ đến quỷ bà Thiên. Giang Nam buồn bã nói: Quỷ bà đã ứng kiếp rồi. Con rồng to sừng sốt, khó tin, nhỏ giọng nói: Tiểu nữ nhân kia chết sao? Giang Nam chỉ tay một cái, các linh quang bay vào người con rồng to. Đại kiếp nạn càng đến gần thì thiên tôn, đạo tôn sẽ cảm giác tuổi thọ của mình kết nối với thiên địa, cuối cùng không ai tránh khỏi kiếp số được. Ta thấy ngươi ngủ say mấy năm nay, nhờ vào sóng tịch diệt kiếp thú đạo để rèn luyện bản thân nên không nỡ đánh thức ngươi. Hiện tại tịch diệt kiếp cuối cùng còn mạnh hơn cả sóng tịch diệt kiếp thú đạo gấp vạn lần, ngươi không thể tiếp tục trốn ở đó được nữa rồi. Con rồng to cảm giác linh quang của Giang Nam hòa hợp với linh quang trong người mình, cải tạo lại, sắp xếp lại linh quang, khiến linh quang trong cơ thể mình hình thành các sát trận, uy lực chí cương chí cường. Tâm tình con rồng to nặng nề hơn. Con rồng to đã rất mạnh, có thể xưng là linh bảo đệ nhất dưới thiên tôn. Nhưng Giang Nam không yên tâm, vẫn tiếp tục cải tạo cơ thể con rồng to. Có thể thấy vô lượng sát kiếp này hùng mãnh đến bậc nào. Người hãy đi vào Đại La Thiên của ta, chọn một món pháp bảo đi. Giang Nam đứng dậy nói: Ta đi gặp Nguyên Mẫu, cùng nàng đến gặp thiên tôn khác, bàn bạc vô lượng sát kiếp cuối cùng này. Bên trong thánh địa thế giới thụ, tịch diệt hình thành, Đế Lân và Thanh Linh Tiên Tôn triệu tập các thiên quân, đạo tôn cổ xưa lại. Thanh Linh Tiên Tôn Đế Lân nhìn từng khuôn mặt, lòng thầm than: Không biết có bao nhiêu người có thể sống sót được đây. Thanh Linh Tiên Tôn lướt Càn Nguyên Đạo Tôn, Càn Nguyên Đạo Tôn hiểu ý, tiến lên trước, lạnh lùng nói: Nghĩa nữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn giết thiên linh nữ nhi yêu quý của ta, thù này không thể không báo. Tịch diệt kiếp cuối cùng tới gần, môn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn mưu đồ tiêu diệt chúng ta, không thể ngồi chờ chết được. Xin hai vị đại lão gia ra lệnh giết lên Đại La Thiên, hoàn thành sát kiếp này. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Đế Lân, Đế Lân gật đầu. Thanh Liên Tiên Tôn hắng giọng nói: Tịch diệt kiếp cuối cùng đã gần, không lâu sau sẽ gặp được Đế Giang. Ta và Đế Lân đã suy tính, lúc thấy Đế Giang cũng là khi đạo quân điện hoàn toàn tan rã. Sóng kiếp thời đại nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên sẽ ập đến thời đại tiên đạo. Tịch diệt kiếp cuối cùng sẽ bùng nổ, vì vậy cần hoàn thành vô lượng sát kiếp, không thể chậm trễ được. Các vị, thiên linh là nữ nhi của Thái Nhất ta, chết trong tay Vân Liên, nghĩa nữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vân Liên là muội muội kết bái của thiên linh, từ đó thấy được đối phương đã hoàn toàn không nghĩ tình thân. Các người không được nương tình trong vô lượng sát kiếp này, nếu không sẽ bị đối phương giết chết đi. Mọi người đứng dưới hai thiên tôn, tim đập nhanh. Đế Lân lòng mấy động, 3.000 đại đạo bay ra, biến thành đủ loại tiên thiên linh bảo, rơi vào tay mọi người. Đế Lân nói: Thiên tôn không thể nhúng tay vào sát kiếp này, ta tặng linh bảo cho các ngươi, để các ngươi độ qua sát kiếp. Mọi người tự lĩnh một linh bảo, cảm ơn Đế Lân. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn Đế Lân nói: Hôm nay sẽ đi gặp thiên tôn khác, bàn về vô lượng sát kiếp. Đế Lân gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Bên trong thánh địa, vô cực đạo trác bao phủ. Vô cực thiên tôn và đạo không thiên tôn dặn dò môn hạ của mình. Vô cực thiên tôn nói: Vô lượng sát kiếp này khó ai đứng ngoài cuộc được. Mọi người dù tôn ti thế nào đều phải lịch kiếp cả. Không chết trong kiếp nạn thì tương lai mới sống qua tịch diệt kiếp cuối cùng được. Đế và tôn hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không để mặc cho chúng ta chậm rãi tiếp tục hưởng thụ bình an, ngồi xem chai cỏ tranh chấp đâu. Đạo không thiên tôn trầm giọng nói: Bọn họ sẽ kéo chúng ta vào vô lượng sát kiếp, ngồi chờ bị bọn họ dắt mũi, chẳng bằng ra tay trước là hơn, giành lấy cơ hội sống cho mình. Mọi người gật đầu đồng ý. Đúng, hai vị thiên tôn nói rất đúng. La Hổ La xuất quan một chuyến, bị kéo đô Hồng Đạo Nhân mai phục, suýt không quay về được. Có thể thấy được tình hình rất nguy hiểm. Đối thủ đã không từ thủ đoạn, chúng ta không thể nhường nhịn nữa rồi. Vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn lướt nhau, nhẹ gật đầu. Hai người lòng máy động, phất tay khiến đám người lui ra. Hai thiên tôn đứng dậy, đi đến mép thánh địa. Giang Nam và Nguyên Mẫu thiên tôn, Đế và Tôn, bốn vị thiên tôn lần lượt đến chơi.
Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn nhìn nhau, hai người tâm ý tương thông. Bốn vị thiên tôn đến đây chắc để bàn bạc trận đánh cuối cùng của Vô Lượng Sát Kiếp. Giữa thiên tôn cũng cần đánh một trận để phân định thắng thua. Không chỉ như thế, cần mấy thiên tôn chết để ứng kiếp, để bảo đảm giảm nhỏ uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng đến mức độ có thể chịu đựng. Vô Cực Thiên Tôn tiến lên trước hành lễ cười nói: Bốn vị đạo hữu đường xa đến đây không kịp nghênh đón, xin thứ tội. Sang Nam không người đáp lễ: Không mời mà đến, quấy nhiễu hai vị đạo hữu thanh tu, nên là mấy vị khách không mời chúng ta, xin lỗi mới phải. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn mời bốn thiên tôn Giang Nam vào nơi cư ngụ của mình. Sáu vị thiên tôn không chia khách chủ mà tự ngồi xuống. Sáu thiên tôn mặt mày thân thiết, thế nhưng khí thế thì va chạm với nhau, thăm dò tiến bộ tu vi trong 12 ức năm nay. Va chạm sơ rồi mấy thiên tôn tự thu khí thế về, biểu tình bình thường, thế nhưng trong lòng rất giật mình. Trong sáu người, mạnh nhất là Giang Nam, được công nhận là đệ nhất nhân trong thiên tôn. Xếp sau Giang Nam không phải Đế Lân mà là Vô Cực Thiên Tôn. Mọi người không ngờ điều này, rồi lại cảm thấy đó là đương nhiên. Vô Cực Thiên Tôn cách tận cùng đại đạo, gần hơn Đế Lân một chút, vượt qua dự đoán của mọi người, rồi lại hợp tình hợp lý. Đây là vì Vô Cực Thiên Tôn kéo nguyên thể đại tiên đạo vào lưới nhân quả của mình. Tiên đạo tan vỡ thì đại đạo nhân quả cũng viên mãn. Hiện giờ thời đại tiên đạo đã sụp đổ, tất cả căn cơ đại đạo không còn tồn tại. Văn minh tiên đạo ngày xưa phồn vinh hưng thịnh, nay chỉ còn lại hệ Đế và Tôn, hệ Đại La Thiên. Căn cơ 3000 đại đạo tiên đạo đã tan vỡ hết, căn cơ không còn, sinh linh thời đại tiên đạo 10 thì chết mất 99%, tịch diệt sắp đến. Cho nên đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn vô hạn cũng đến gần tận cùng đại đạo. Tu vi thực lực của Vô Cực Thiên Tôn tuy rằng sâu không lường được, thế nhưng vẫn bị Giang Nam đè đầu. Không chỉ thế, Vô Cực Thiên Tôn muốn đặt chân vào tận cùng đại đạo, không chỉ cần phải tiêu diệt những thiên quân, đạo tôn tu luyện tiên đạo dưới tay Đế và Tôn Giang Nam, cũng cần trừ khử Thanh Liên Thiên Tôn và Đế Lân. Quan trọng nhất là Vô Cực Thiên Tôn phải tiêu diệt được Giang Nam, là sinh linh thể đại tiên đạo nhảy ra khỏi đại đạo nhân quả quấn quanh, có như thế mới thật sự là đại viên mãn. Nếu Vô Cực Thiên Tôn trừ khử sót một người thì gã không thể đến được tận cùng đại đạo, dù tu vi có mạnh hơn gấp trăm lần cũng vẫn chỉ đứng ở ngưỡng cửa. Đây là chuyện khó làm nhất. Xếp sau Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn, Đế Lân lĩnh ngộ nguyên thủy tiên đạo của Giang Nam, lại trấn áp tịch diệt kiếp trong tịch diệt kiếp ma giới, luyện hóa tịch diệt đạo nhân, cần cù tu luyện 8 mức năm. Tuy thực lực Đế Lân không bằng Vô Cực Thiên Tôn, thế nhưng con đường nhẹ nhàng hơn gã rất nhiều. Vô Cực Thiên Tôn cách tận cùng đại đạo là gần nhất, thế nhưng chặn trước mặt gã lại là cục đá cứng nhất. Đế Lân thì con đường bằng phẳng hơn. Thực lực xếp thứ 4 là Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn chăm chỉ tu luyện mấy năm nay không ngừng nghỉ, dù không tiến bộ nhiều như Đế Lân, thế nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Thanh Liên Tiên Tôn mưu tính thâm sâu, có thể nói là có thể đóng góp chính thống nhất tiên đạo. Thanh Liên Tiên Tôn tham ngộ, lĩnh ngộ về tận cùng đại đạo sâu sắc hơn người khác rất nhiều. Thanh Liên Tiên Tôn không cách tận cùng đại đạo quá gần như Vô Cực Thiên Tôn và Đế Lân, thế nhưng không ai dám nói gã không thể bước vào tận cùng đại đạo trước tất cả. Sau đó là Đạo Không Thiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn ở thời đại hỗn độn cổ thần, tịch diệt kiếp đã hoàn toàn bộc phát. Tất cả đại đạo, cơ sở hỗn độn cổ thần không còn tồn tại, nên mấy năm nay Đạo Không Thiên Tôn tu hành vô cùng khó khăn. Xếp chót là Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Mấy năm nay Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng tiến bộ, thế nhưng dù gì cũng bị hạn chế tư chất, tu thành thiên tôn đã là cực hạn. Mặc dù Giang Nam cho Nguyên Mẫu Thiên Tôn tham ngộ tận cùng đại đạo của hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân Điện, nàng thường hay đi tham ngộ nguyên thủy Đại La Thiên của hắn, thế nhưng mãi không có hy vọng đặt chân đến tận cùng đại đạo. Sáu vị thiên tôn đắn đo thực lực của nhau, trong lòng có suy tính riêng. Thanh Liên Thiên Tôn tàng hắng lên tiếng nói: Các vị đạo hữu nên quyết định cuối cùng thôi. Nếu ba nhà chúng ta giết lẫn nhau thì khó đưa ra kết cuộc cùng thắng, thậm chí mọi người sẽ chết hết đi. Hay sáu thiên tôn chúng ta bàn bạc lên kế hoạch, ai nên sống sót, ai nên chịu kiếp đây.
mắt Vô Cực Thiên Tôn lóe tia sáng, vỗ tay cười nói: "Hay, ý này hay, tốt hơn là đánh giết lung tung. Theo ta thấy, người phúc nguyên sâu dày, khí vận hưng thịnh nên sống. Người phúc nguyên mỏng, khí vận suy sụp, hãy nên đứng kiếp đi thôi." Nguyên Mẫu Thiên Tôn gật đầu nói: "Hơi có lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy sao?" Mắt Giang Nam lóe tia sáng cười nói: "Tốt, không biết quyết định ai sống ai chết đây. Vậy phải xem khí vận, phúc nguyên của bọn họ thế nào rồi." Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: "Bây giờ thời đại tiên đạo tất nhiên đã tịch diệt, cái gọi là tiên đạo ngũ tổ không còn khí vận, nên ứng kiếp đi thôi, các vị thấy sao?" Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhíu mày, Đạo Không Thiên Tôn cũng cau mày. Trong tiên đạo ngũ tổ có bốn là phe Đại La Thiên, ba người là nhi tử của Giang Nam. Thanh Liên Tiên Tôn nói một câu xúi tất cả ứng kiếp. La Hầu La Ma Tổ là ngoại tôn của Đạo Không Thiên Tôn, trong lòng gã không muốn La Hầu La ứng kiếp chút nào. Giang Nam cười nói: "Đồng ý." Vô Cực Thiên Tôn cười: "Trừ tiên đạo ngũ tổ ra, còn có sinh linh sinh ra từ khai thiên khí vận công đức cũng nên ứng kiếp thôi." Vô Cực Thiên Tôn nói câu đó làm Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Đế Lân nhíu chặt mày. Có tổng cộng 10 sinh linh được khai thiên khí vận công đức, có 3 người chết, hiện tại còn lại 7 người. Trong đó Phục Xá Giáo Chủ là đệ tử của Thanh Liên Thiên Tôn, Trung Thiên là ngoại tôn của Đạo Không Thiên Tôn, Ma Thiên là tử tôn của Đạo Không Thiên Tôn, La Hầu La là nghĩa tử, Long Ngạn là đồ tôn của Thanh Liên Thiên Tôn và Đế Lân, Vân Liên là nghĩa nữ của Giang Nam, Linh Châu Tử, Định Quang là đồ đệ của Vạn Vật Đạo Tổ. Vô Cực Thiên Tôn nêu đề nghị này, gom hết 3 đại thế lực vào trong, mỗi nhà đều bị hao tổn. Đế Lân cười khẩy nói: "Đạo quân tiền sử, đạo quân điển, kiếp số chưa tiêu, kiếp vận đã tới, cũng nên ứng kiếp thôi." Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu cũng chêm vào nói: "Nếu đạo quân tiền sử của đạo quân điển không lịch kiếp thì không thể tiêu diệt sóng kiếp tiền sử, nên đương nhiên cũng phải chịu kiếp thôi." Vô Cực Thiên Tôn cắn răng cười nói: "Nếu vậy thiên hoàng vô tà dưới tay tiên tôn cũng cần lịch kiếp thôi, và thiên môn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người vạn chú vạn vật cũng phải lịch kiếp." Giang Nam gật đầu nói: "Thiên hoàng vô tà lịch kiếp sao? Rất tốt, ta đồng ý." Thanh Liên Tiên Tôn cười to nói: "Ý ta nói là thiên môn, môn hạ của thiên tôn, đám người vạn chú vạn vật kia." Giang Nam cười: "Được, được." Vô Cực Thiên Tôn nhìn Nguyên Mẫu Thiên Tôn nói: "Còn có Thiên Phi Đạo Tôn, cũng từ tiền sử đến bây giờ, nên lịch kiếp thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn thấy sao?" Giang Nam cười tủm tỉm: "Tốt, tốt." Nguyên Mẫu Thiên Tôn nóng nảy kéo Giang Nam tức giận nói: "Họ Giang kia, hơn một nửa thuộc hạ của ngươi bị người ta quyết định chết đi. Ngươi nói câu khác không được sao? Cứ tốt với được là như thế nào?" Vô Cực Thiên Tôn đầy ẩn ý nói: "Nhiều đạo quân chết chắc rồi, thiên tôn cũng cần chết mới giảm áp lực tịch diệt kiếp được. Nguyên Mẫu đạo hữu ở lại từ thời đại nguyên đạo cũng nên ứng kiếp thôi." Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghe đến đây tức giận định hất bàn. Giang Nam đè Nguyên Mẫu Thiên Tôn lại cười nói: "Mỗi người đều muốn sống, ai có thể quyết định sống chết của người khác đây? Các vị đạo hữu nói vui rồi, cứ để cho bọn họ nói cho xứng miệng đi. Kết quả vẫn là đánh một trận, trên chiến trường định sinh tử. Bọn họ muốn quyết định thì cứ để mặc cho bọn họ chơi, chưa biết ai chết trong chiến trường cả." Nguyên Mẫu Thiên Tôn thở phào lướt xéo Giang Nam. Nguyên Mẫu Thiên Tôn thầm nghĩ: "Ta đã quá sốt ruột, không mặt dày như họ Giang này. Cái tên này là ai đặt quy tắc cũng sẽ không nghe theo, cắn chết hắn cũng không thừa nhận." Thanh Liên Thiên Tôn hắng giọng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ định đề nghị của chúng ta, hay vì có đề nghị gì tốt hơn đấy?" Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn cùng nhìn sang. Giang Nam mỉm cười nói: "Đương nhiên, đề nghị của ta là thiên tôn không thể quyết định sống chết của ai được, sinh tử của mọi người thì từ bọn họ giành lấy đi." Mọi người nhíu mày. Giang Nam tiếp tục nói: "Nếu làm trái,
ta sẽ giết Thiên Tôn. Người... Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân đứng dậy, sát khí đằng đằng, uy nhiếp bốn thiên tôn, làm dung chuyển thánh địa do Vô Cực Đạo Trác chế tạo. Giang Nam ngồi yên tại chỗ, thản nhiên nói: các vị đạo hữu định diệt tuyệt thế lực Đại La Thiên của ta, tiêu diệt cả Nguyên Mẫu, nhi tử của ta, chẳng lẽ không cho ta xuống tay với các người hay sao? Nếu các người nhúng tay vào vô lượng sát kiếp thì ta sẽ trở mặt, chém hết các người, đừng nghi ngờ. Giang Nam đứng dậy, khí thế khủng bố hoàn toàn bùng nổ, vang lên tiếng nổ đứt tai. Không gian thánh địa Vô Cực Đạo Trác chế tạo bị thủng một lỗ to. Bên ngoài không gian thánh địa này, sấm sét ầm ầm, tịch diệt ma nhãn cuồn cuộn, tịch diệt kiếp bắn tứ tung, kiếp vũ minh mông như tịch diệt kiếp giáng lâm. Khí thế của Giang Nam rất hung tợn, kinh khủng, khiến thánh địa rông gió nổi lên. Bốn thiên tôn sắc mặt liên tục thay đổi, Nguyên Mẫu Thiên Tôn hoảng sợ. Giang Nam giơ hai ngón tay lên: các người không tu thành tận cùng đại đạo, đều yếu hơn ta hai bậc. Giang Nam lạnh lùng nói: cho dù bốn vị hợp sức giết ta, cũng sẽ phải hy sinh hai người mới thành công được. Ta cho các ngươi cơ hội bước vào tận cùng đại đạo, nhưng nếu đụng vào người của ta thì bây giờ sẽ có hai người chết đi. Ai muốn chết đây? Trong thánh địa đã hoàn toàn im lặng. Giây lát sau, Đế Lân thu khí thế về, cười nói: mời Thiên Tôn ngồi, mọi người chỉ đang nói chuyện với nhau, còn chưa quyết định gì, ngươi đừng tức giận. Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Thanh Liên Thiên Tôn thu khí thế về, ngồi xuống. Giang Nam cũng ngồi xuống. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn đám Đạo Không Thiên Tôn, thấy mấy thiên tôn biểu tình cực kỳ khó xem. Khí thế của Giang Nam quá cường đại, làm bọn họ rất rung động. Hung thần này nếu như đại khai sát giới thì dù bốn thiên tôn hợp sức lại cũng cần hy sinh hai người mới chấn áp Giang Nam được. Cái giá quá lớn, bốn thiên tôn không thể chấp nhận. Ai biết được người chết có phải là chính mình hay không? Huống chi bọn họ lại đối địch với nhau, có khả năng hợp tác trừ khử Giang Nam, thế nhưng kêu họ mạo hiểm mạng sống của mình thì xác suất rất thấp. Không đặt chân đến tận cùng đại đạo thì không thắng tên này được. Đây là suy nghĩ của các thiên tôn. Thanh Liên Thiên Tôn lấy bảo chứng đạo, Đế Lân lấy thân chứng đạo, Đạo Không Thiên Tôn lấy thân chứng đạo, Vô Cực Thiên Tôn lấy đạo chứng đạo, đều đang trên đường cầu chứng. Bọn họ chưa đặt chân vào tận cùng đại đạo. Hiện giờ Giang Nam đè đầu cả đám, không bước chân vào tận cùng đại đạo thì Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn không nắm chắc sẽ thắng được Giang Nam. Một thiên tôn không sử dụng bất cứ cách nào chứng đạo, chỉ dựa vào nguyên thủy đại đạo đã chấn áp cả đám. Mặc dù lòng khó chịu, thì nhưng mấy thiên tôn rất để Giang Nam. Tuy nhiên Giang Nam quá kiêu ngạo, làm các thiên tôn mất mặt, nên ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Khí thế của Giang Nam cũng dịu lại, mỉm cười nói: các vị đạo hữu đừng hùng hổ như vậy. Nếu chúng ta trước kia đã giao ước ba chương vẫn sẽ có hiệu lực. Miễn các vị không nhúng tay vào tranh đấu giữa môn hạ của chúng ta thì ta sẽ không ra tay. Sinh tử do chính bọn họ giành lấy, thế mới công bằng. Nguyên Mẫu Thiên Tôn gật đầu nói: tuy chúng ta là thiên tôn, thế nhưng dựa vào cái gì quyết định sống chết của bọn họ đây? Thanh Liên Thiên Tôn cười phá lên, đáy mắt giấu tia kinh hoàng. Thanh Liên Thiên Tôn nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu đệ tử môn hạ của ta đánh vào Đại La Thiên thì Thiên Tôn có khởi động Đại La Thiên hay không? Giang Nam lắc đầu: miễn các vị đạo hữu không nhúng tay vào thì ta sẽ không can thiệp. Thanh Liên Thiên Tôn yên lòng cười nói: nếu hai vị Thiên Tôn đã nói như vậy thì ta cũng không có ý kiến gì, đành giơ tay đồng ý vậy. Đế Lân, người thấy sao? Đế Lân gật đầu nói: cứ làm theo các đạo hữu nói đi, sinh tử môn hạ của chúng ta do chính bọn họ đi giành lấy. Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn đồng ý ngay, bởi vì cường giả môn hạ của đế và tôn lớp lớp, mặc dù trong nhiều lần đại chiến hao tổn nhiều đạo quân, nhưng đến nay phe đế và tôn vẫn mạnh nhất trong ba phái hệ. Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn có 62 đạo quân đạo tôn, đạo quân đạo tôn dưới tay có 45 người, cộng thêm con rồng to Thiên Phi đạo tôn mới chỉ được 47 người. Đạo quân đạo tôn phe Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn
tuy liên tục bị hao tổn nhưng có hơn 144 người sống sót. Dù Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn hợp tác với nhau cũng thua xa thế lực môn hạ của Đế và Tôn. Tiên quân cùng thiên quân dưới tay Đế và Tôn thì càng là nhiều không đếm xuể. Thanh Liên Tiên Tôn Đế Lân là người khai sáng thời đại tiên đạo, chiếm cứ thiên địa chính thống, kêu một cái là trăm người sẽ đi theo. Cường giả tập hợp dưới tay Đế và Tôn cũng không tầm thường. Đạo Không Thiên Tôn hắng giọng gật đầu. Nếu thế thì cứ làm theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các vị đạo hữu đi. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói, ta cũng không có ý kiến gì. Sáu thiên tôn đã họp xong, Thanh Liên cùng Đế Lân rời đi. Vô Cực Thiên Tôn nhìn Giang Nam cười nói, Thiên Tôn, hai nhà chúng ta thế yếu, đặc biệt thế lực Đại La Thiên là yếu nhất rồi. Nếu hai nhà chúng ta hợp sức lại thì có phần thắng lớn hơn. Nếu xé lẻ sẽ bị đánh bại từng người. Giang Nam gật gù, ta sớm có ý này, nhưng ta không tin Vô Cực đạo hữu cùng Đạo Không đạo hữu đấy. Nét mặt Đạo Không Thiên Tôn xa sầm, hừ mạnh. Vô Cực Thiên Tôn cười to nói, ta cũng không tin Thiên Tôn, sợ sẽ bị đâm dao sau lưng. Thế nhưng bây giờ đại thế thúc đẩy, hai nhà chúng ta phải hợp sức lại đối kháng Đế và Tôn. Thanh Liên cùng Đế Lân sẽ xuống tay với Đại La Thiên trước, trừ bỏ các ngươi. Nếu các ngươi thất bại thì mục tiêu tiếp theo sẽ là chúng ta. Nên ý của ta là... Giang Nam nghiêng người cười nói, ý của Vô Cực Thiên Tôn là rời Vô Cực Thánh Địa tới gần Đại La Thiên, hai nhà phối hợp tác chiến hay sao? Vô Cực Thiên Tôn vỗ tay nói, ý tưởng quân tử không hẹn mà giống nhau. Thiên Tôn và ta quả nhiên là quân tử, bằng phẳng lỗi lạc, chung một ý tưởng. Giang Nam cười lớn, lời Vô Cực đạo hữu nói trúng ý ta rồi. Hai người vỗ tay thề. Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn từ biệt Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn đưa tiễn. Vô Cực Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, hai vị đạo hữu, chốc nữa Vô Cực Thánh Địa sẽ rời đến gần Đại La Thiên, chấn nhấp Thanh Liên và Đế Lân, khiến cho bọn họ không dám dục dịch. Giang Nam cười nheo mắt nói, được, xin trở tin lành vậy. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hừ mạnh cùng Giang Nam đi xa rồi mới nói, Vô Cực Thiên Tôn không có ý tốt gì, chẳng biết chơi trò gì đấy, phải đề phòng mới được. Sau khi đối phó với Thanh Liên, Đế Lân xong, bọn họ sẽ đột kích Đại La Thiên mà tấn công chúng ta. Giang Nam cười nói, hắn biết tập kích chẳng lẽ chúng ta lại ngu sao? Hiện giờ Vô Cực Thiên Tôn đã không còn đường lui, không có khả năng hợp tác với Đế và Tôn. Chỉ có liên minh với Đại La Thiên ta, Vô Cực Thiên Tôn mới có hy vọng chiến thắng Đế và Tôn được. Vô Cực Thánh Địa cách Đại La Thiên chúng ta càng gần thì ta lại càng yên tâm, cách xa mới làm cho ta bất an kìa. Ta chỉ sợ ngoài miệng hắn nói dễ nghe rồi lại không chịu đến giúp chúng ta. Nguyên Mẫu Thiên Tôn trố mắt thật lâu sau lắc đầu cười nói, hèn gì, ta không đối phó Vô Cực được, chỉ có cái tên mặt dày mày dạn như ngươi mới là đối thủ của một kiêu hùng như Vô Cực. Giang Nam cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn quay về Đại La Thiên, chưa ngồi nóng ghế thì thấy trong thánh địa do thế giới thụ Hồng Mông Thanh Liên hình thành các đạo quân đạo tôn thống lĩnh đại quân thẳng tiến đến Đại La Thiên. Ba thánh địa có ân oán với nhau, thế nhưng nặng nhất là phe Đại La Thiên với Thanh Liên Tiên Tôn. Lần này phe Thanh Liên Tiên Tôn rầm rộ kéo đến, định săn bằng Đại La Thiên trước. Thanh Liên Tiên Tôn không sợ Đại La Thiên và Vô Cực Thánh Địa hợp tác, dù hai nhà liên minh thì thực lực vẫn yếu hơn bọn họ. Bên trong Đại La Thiên, các đạo quân đạo tôn sửa sang lại con long giao mã. Thiên quân và tiên quân tự phòng thủ mỗi cửa trong Đại La Thiên, sẵn sàng đón chờ quân địch. Các đại quân không ngừng áp sát, sát khí đằng đằng, cờ bay phấp phới. Đại quân tiên phong bên phe Đế Tôn là tiên ma đại quân do Phục Giá giáo chủ thống lĩnh. Đạo quân đạo tôn, tiên quân cùng thiên quân đầy rẫy. Tiên tôn thống lĩnh tiên ma long giao mã là một trận, mấy trăm tiên quân hợp thành một trận thế lớn, thiên quân dẫn đầu. Còn hàng trăm thiên quân là một tòa đại trận, đạo quân dẫn đầu. Trong đại quân có vô số tiên thành, tiên bảo, bích lũy, tiên xa, tiên hà, tiên hải, lâu thuyền cùng các chiến hạm lớn. Nhìn từ xa, bóng đen đông nghịt, rất là kinh người. Phục Giá giáo chủ toàn thân khoác giáp sải bước đến trước đại quân,
người miến to lớn vĩ đại, hét hướng Đại La Thiên. Đại La Thiên, bội bạc tính nghĩa, tu luyện tiên đạo, lại bái vào làm môn hạ của tà ma Nguyên Thủy Thiên Tôn, tàn sát đồng đạo. Vân Liên là nghĩa nữ của tà ma Nguyên Thủy, tàn sát Thiên Linh Đạo Mẫu. Thiên Linh là tỷ tỷ kết bái của nàng. Vân Liên làm chuyện độc ác, bất nhân bất nghĩa như vậy, bái tà ma Nguyên Thủy làm phụ thân, bất trung bất thiếu. Tiên tổ Quân Đạo Tôn mưu sát Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, rơi vào ma đạo, xấu hổ khi làm tiên tổ là vô liêm sỉ. Hôm nay ta dẫn đại quân đến chinh phạt thứ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất thiếu, vô liêm sỉ chu tà ma, trả lại thiên địa an bình. Chúng sinh trong Đại La Thiên nghe đây, lập tức mở cổng ra thành đầu hàng, bỏ gian tà mà theo chính nghĩa. Làm như vậy còn giữ được mạng sống của mình, nếu không hàng sẽ chém không tha. Phục Xá giáo chủ uy phong lẫm lẫm đọc hết tịch văn chinh phạt. Bên trong thiên địa của Vân Liên Tiên Triều, đạo âm của gã vang dội, tung hịch văn lên mấy lần. Tiên thành cùng Đại La Thiên phía đối diện lặng ngắt như tờ. Đột nhiên trong tiên thành phía đối diện có một con rồng to mập mạp nhảy lên tường thành, phun nước miếng hướng Phục Xá giáo chủ. Phi! Nước miếng từ trên trời giáng xuống như biển tiên đổ ngược, nhấn chìm Phục Xá giáo chủ. May mắn Phục Xá giáo chủ là đạo tôn, thân thể vĩ đại vô song, chỉ bị long tiên bao phủ đến ngực, thế nhưng mặt gã dính đầy nước. Phục Xá giáo chủ dùng mình bốc hơi nước miếng, cười khẩy nói: thiên địa có tình, tất nhiên là để chinh phạt bất nhân bất nghĩa rồi. Phi! Con rồng to lại phun nước miếng vào mặt Phục Xá giáo chủ, nó cười nói: thiên địa sắp chết cả rồi, ngươi còn nói có tình nghĩa gì đây? Đinh Linh Đạo Mẫu truy sát tiểu nữ nhân Quỷ Bà Thiên, quân tiểu tử báo thủ cho nghĩa mẫu là thiên kinh địa nghĩa rồi. Thiên Linh đi giết Vân Liên, bị Vân Liên bắt được, không chết trong tay tiểu nha đầu Vân Liên mà chết trong tay của Thánh Nhất kìa. Các người dẫn quân đến chinh phạt còn lôi cớ chính nghĩa rắc rưởi ra làm cái gì? Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn che chở thời đại tiên đạo mấy ngàn vạn năm, năm đạo tổ có bốn là môn hạ của hắn ta. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở thì thời đại tiên đạo sớm bị đạo quân tiền sử diệt rồi. Nếu không có năm đạo tổ khai sáng tiên đạo, đặt nền móng tiên giới, ma giới, thì đám sâu các ngươi có ngày hôm nay hay sao? Con rồng to kỳ lạ cười lớn, thanh âm vang dội quét sạch giọng của Phục Xá giáo chủ. Cái gọi là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất thiếu, không biết liêm sỉ chính là các ngươi kìa. Mặt Phục Xá giáo chủ xanh mét lại, thanh âm của con rồng mập biến thành đạo âm vang vẳng không dứt, thanh âm vang vọng trên bầu trời, lặp đi lặp lại, làm suy yếu quân tâm, đạo tâm của tướng lĩnh, binh sĩ đại quân phe mình. Phục Xá giáo chủ phát ra đạo âm bị con rồng mập chấn áp. Phục Xá giáo chủ quát lớn: toàn quân nghe lệnh, nổi trống lên. Trước các đại quân trận, có mấy tiên ma cao ngàn vạn dặm, đẩy xe to ầm ầm từ trong đại quân đi ra. Mấy ngàn chống trận xếp hàng dài kêu lên thùng thùng. Thiên quân vạn mã cùng quát lớn, trận thế nối với nhau, tiếng trống ầm ầm lấn át đạo âm của con rồng to. Bên dưới tường thành Đại La Thiên, Càn Khôn lão tổ ngồi trên đuôi con rồng to, giơ ngón cái khen: hay, nói rất hay. Nhảm nhí, là ngươi dạy ta nói mà, ta biết nói gì đâu. Con rồng to nhảy xuống tường thành, tức giận nói: tiểu tử nhà ngươi đang tự khen mình sao? Ừ thì giọng ta không vang dội bằng ngươi, không lấn át Phục Xá được, nên mới cận miệng của ngươi, tước đi nhuệ khí của hắn ta. Càn Khôn lão tổ nhảy xuống lưng con rồng to. Sau lưng Càn Khôn lão tổ, các đại quân tinh nhuệ của Đại La Thiên đã sắp hàng ngay ngắn, biến thành các đại trận. Các thiên quân đạo quân thống soái đại trận đằng đằng sát khí. Một hơi thẳng tiến, lần hai sút, lần ba giảm. Phục Xá giáo chủ gõ trống lần thứ nhất, đến lần thứ hai sĩ khí sẽ giảm, lần thứ ba sĩ khí sẽ cạn kiệt. Càn Khôn lão tổ quát lớn: các anh hùng theo ta mà ra thành, khiến hắn gõ trống lần hai, phá đại quân tiên phong trước tiên. Bên trong thành, các đại quân tuôn ra, tinh binh lưng tướng Đại La Thiên mấy năm nay vẫn còn không bị tịch diệt xâm thực. Bọn họ tu luyện trong vùng đất thần kỳ, tràn ngập nguyên thủy chi khí, tu vi thực lực tăng vọt. Thiên quân dưới tay đạo quân thống soái 500 vạn tiên nhân, trong đó
tu vi thấp nhất là chân tiên tu thành đạo quả, tiên vương tiên quân đông đúc. Đại quân chấn thủ cửa thứ nhất Đại La Thiên có đến 9 vị để gạt bỏ nhuệ khí của Phục Xá giáo chủ, khiến gã thua thảm. Nhiều tiên ma đại quân tuôn ra, khí thế tồn tại siêu cường đại phát tán, làm cho không gian trước Đại La Thiên vặn vẹo. Hai quân đối chọi, khí thế va chạm, hư không đằng trước Đại La Thiên không ngừng dao động mà nứt vỡ. Dưới tay Phục Xá giáo chủ có nhiều quân mã hơn, số lượng đạo quân cũng đông hơn, thế nhưng quân mã phe Đại La Thiên lại càng tinh nhuệ. Phục Xá giáo chủ ngước lên nhìn, các tiên quân, thiên quân, thống lĩnh tiên ma đại quân lấy dị bảo ra tạo đại trận. Có đại trận như hình chuông, Linh Châu Tử đại trận như hình tháp, có đại trận như hình cầu vồng, có đại trận như dòng sông gợn sóng, ngàn vạn lâu thuyền chiến hạm to lướt trên sông. Muôn hình vạn trạng, uy lực mỗi đại trận đều rất kinh người. Đây là tiên quân, thiên quân lấy một món hoặc một bộ pháp bảo từ Đại La Thiên, sử dụng pháp bảo mà luyện thành đại trận. Đại trận thế này dễ thủ khó công, hơn nữa chất chứa uy lực pháp bảo Đại La Thiên phối hợp với chân tiên, tiên vương, tiên quân hay thiên quân trong đại quân thì uy lực siêu kinh khủng. Phục Xá giáo chủ đánh giá trận thế đối diện thầm nghĩ: Đế Lân sư thúc cũng ban cho đại quân ta nhiều tiên thiên linh báo là 3000 đại đạo biến ra. Đạo quân, đạo tôn, thiên quân tự khống chế một món. Nếu như nhìn thấu mấy tên kia bày trận như thế nào thì có thể tham khảo bố trận cho phe mình. Nếu có thể dùng tiên thiên linh báo làm trung khu trận pháp được. Chống ngự đại quân thì uy lực không nhỏ. Tiêu diệt Đại La Thiên càng là thế như trẻ tre. Phục Xá giáo chủ mới nghĩ đến đây, bỗng thấy đại quân Đại La Thiên tuôn ra ngoài cửa, không hề dừng bước lại, xung phong mà xông lên. Dẫn đầu là các tướng sĩ mạnh nhất, dũng mãnh nhất năm xưa, đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ở hạ giới làm đế huyền. Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Lạc Hoa Âm, Hoa Chấn Nguyên, Ma La Thập, Tam Khuyết Đại Phật, Thiệu Thiên Nhai, Âu Tủy Tĩnh, Thất Diệp, Bắc Đô Tuyền. Đám thiên quân xuất thân từ tam giới ngày xưa, kiêu dũng thiện chiến. Bọn họ thống lĩnh 500 vạn đại quân tiên ma. Các đại trận ầm ầm khuấy động, lao vào các đại quân dưới tay Phục Xá giáo chủ. Mấy thiên quân ngay từ đầu đã liều mạng, không có quy tắc đơn độc khiêu chiến. Trước khi đánh nhau, đại quân trực tiếp xông lên. Đại quân hai phe vừa va chạm, đại trận phe Đại La Thiên như cối xay thịt. Đại quân phe Phục Xá đạo chủ không kịp trở tay, vô số tiên ma nát vụn, tay chân cụt, bay đầy, máu chảy thành sông. Lần đầu va chạm, phe Phục Xá giáo chủ đã chịu thiệt lớn. Trước đại quân trận, cái trống to bị đập nát, Ma La Thập cầm một búa, một chùy, một rìu chém giết. Chùy to đập, đánh đâu thắng đó. Ma La Thập dẫn đại quân trực tiếp đụng vào đại trận của một thiên quân dưới tay Phục Xá giáo chủ. Trận pháp hai phe chênh lệch rõ ràng. Trận pháp của Ma La Thập là tìm được trong một pháp bảo từ Đại La Thiên. Pháp bảo này là Bát Khánh, như cái bồn chụp xuống bao phủ ước vạn vạn dặm. 500 vạn đại quân tiên ma giải rác trên linh quang do Bát Khánh biến thành. 500 vạn tiên ma mỗi người đứng trên tinh cầu linh quang. Đại trận xoay chuyển, biết bao nhiêu quân địch bị kéo vào trong Bát Khánh. Trong các tinh cầu linh quang, tiên ma tự lấy pháp bảo ra vận chuyển thần thông, đánh kẻ thù bị kéo vào trong đại trận thành tro bụi. Ma La Thập ở trung tâm Bát Khánh, thân thể vĩ đại, biến thân người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, một chùy một búa. Có cường giả nào chống chọi qua trận pháp công kích thì Ma La Thập đập chùy xuống, búa chặt, chém chết hoặc đập chết, không có địch thủ. Chùy và búa trong tay Ma La Thập, cái chùy là báu vật thiên quân do gã tự mình luyện chế ra. Búa là báu vật tìm từ Đại La Thiên, một tiên thiên pháp bảo, uy lực mạnh mẽ đáng sợ. Đại trận thiên quân phe địch tuy cũng là tổng thể, thế nhưng không dùng tiên thiên linh bảo làm trung khu trận pháp. Đại trận do các trận pháp cỡ trung hợp thành, trận pháp cỡ trung lại do các trận pháp loại nhỏ ghép thành. Tuy cũng rất tinh diệu, thế nhưng không thể sánh bằng trận pháp Đại La Thiên được. Dùng tiên thiên pháp bảo, linh bảo làm trận pháp là Càn Khôn lão tổ sáng chế ra. Các quân mã Đại La Thiên sớm diễn luyện 100.000 lần, phối hợp chặt chẽ hoàn mỹ, vô khuyết điểm. Tuy Càn Khôn lão tổ không phải cao thủ thần toán, thế nhưng là chuyên gia hành quân bày trận, từng dẫn dắt đại quân đối đầu mấy đại tông sư trận pháp như La Ma cổ thần. Hai quân đối trận mà Càn Khôn lão tổ không chịu thiệt là biết bản lĩnh của gã thế nào. Thiên quân dưới tay Phục Xá giáo chủ thống lĩnh đại quân, trận thế nhanh chóng sụp đổ, bị tan rã hoàn toàn. Ma La Thập
dẫn quân lao vào loạn quân, đồ sát mọi thứ ở trước mắt. Đại trận bắt khánh không ngừng chuyển động, đại trận cuốn lại, mấy chục vạn người biến mất, bị luyện hóa thành tro bụi. Trong đại trận, một búa chém tới, tiên quân cũng bị xẻ thành hai nửa, đạo quả nguyên thần không thoát được. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn đại quân bị giết tan tác, chạy tứ tán, đánh vào trận thế đại quân khác. Thiên quân kia tức giận gầm lên, tay cầm roi dài do linh quang biến ra. Roi quất, đại trận bắt khánh, rách một lỗ to, thiên quân lao vào trong đại trận, thẳng hướng Ma La Thập. Đại trận vận chuyển, từng đợt thần thông, các pháp bảo bay ra từ tinh cầu linh quang, như mưa ném hướng thiên quân kia. Roi dài của thiên quân như rồng quay quanh người gã. Các pháp bảo, thần thông tan nát, những chân tiên, tiên vương trên tinh cầu linh quang cũng bị chấn tan xương nát thịt, đạo quả không trốn thoát được. Ma La Thập quát lớn: Tiên thiên linh bảo sao? Một trong 3000 đại đạo của Đế Lân sao? Cây búa mới đụng vào roi đã nổ tung, chỉ có chùy to là ngăn cản được một chút. Mau khép đại trận lại. Đại trận bắt khánh khép lại, từng đợt linh quang rít gào chuyển động, lực lượng luyện hóa cường đại không gì sánh bằng của đại trận ập đến. Các linh quang như rồng từ trên trời giáng xuống, bao vây thiên quân kia. Ma La Thập huơ chùy to lao lên, gã không sợ chết, liều mạng cướp công. Thiên quân gào thét, roi dài quất tới quất lui, vừa ngăn cản linh quang chấn áp luyện hóa, vừa công kích Ma La Thập. Roi dài co duỗi, công kích đại quân tiên ma trong đại trận bắt khánh. Một chuỗi tiếng nổ liên tục vang lên trên các tinh cầu, linh quang trong đại trận bắt khánh, chân tiên, tiên vương, thậm chí tiên quân gặp nạn, xác chết rơi như mưa. Va chạm giây lát, đã có mấy chục vạn tiên nhân chết đi. Thiên quân đằng đằng sát khí, cười to nói: Một mình ta có thể giết hết các ngươi. Đột nhiên các linh quang quấn quanh cây roi, khiến roi di chuyển trúc chắc. Thiên quân kia sợ biến sắc mặt, vội thúc giục tu vi vận chuyển cây roi. Tiếc rằng roi là tiên thiên linh bảo, rất khó khăn để vận dụng. Ma La Thập bắt chặt cơ hội, bay tới gần, giơ chùy đập xuống, đánh nát thiên quân. Thiên quân kia khá giỏi, đạo quả bay ra, ném cây roi trốn ra ngoài trận. Trong đại trận bắt khánh bao la như khung trời, vô số linh quang, các thần thông giáng xuống, đánh nát đạo quả nguyên thần của thiên quân. Ma La Thập định chấn áp cây roi, chợt thấy roi phá mở đại trận bay đi xa. Ma La Thập phá trận giết địch chỉ là một góc đại chiến. Mấy thiên quân khác như Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, ai nấy mạnh hơn Ma La Thập, trong đó có người nắm giữ tiên thiên linh bảo, hùng mãnh giết địch, bẻ gãy nghiền nát phá trận, chém địch, giết hết đối thủ. Thế nhưng so với Phục Xá giáo chủ, thống lĩnh đại quân, thì trận pháp bị phe Đại La Thiên trùng kích chỉ là một góc của núi băng. Đại quân Phục Xá giáo chủ bày trận, hàng ức đại quân tiên ma liên miên ức vạn vạn dặm. Các đại quân vòng quanh đạo quân đạo tôn, chính giữa là đạo quân đạo tôn vĩ đại đứng chấn thủ. Đại trận như ngôi sao tụ tập ở xung quanh. Chính giữa trận pháp có Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, có biển tiên núi bay, có thành lớn đứng thẳng, có tháp cao đâm trong mây, có khung cửa cao ngất, có bia đá to lớn. Tất cả là dị bảo do 3000 đại đạo của Đế Lân biến ra, chấn áp mấy trăm đại trận. Đám người như Thiếu Hư, La Ma Thập, Lạc Qua Âm xông vào trận, chỉ làm đằng trước đại quân Phục Xá giáo chủ hỗn loạn, đại quân hậu phương chưa bị ảnh hưởng. Huống chi các đạo quân đạo tôn tọa chấn giữa các đại trận, trận chiến này Càn Khôn lão tổ muốn buộc Phục Xá giáo chủ gióng tiếng trống thứ ba cổ động quân tâm, nhiệm vụ này rất khó khăn. Sau khi Ma La Thập phá trận, liền lao hướng trận thế khác. Lúc này nhiều đại trận vòng quanh, chính giữa bốc hơi tiên khí, chính giữa là biển tiên núi tiên bay. Các đạo quân đứng trên núi tiên, linh quang bay canh người, đột nhiên hóa thành một bàn tay to chụp mạnh xuống đại trận bát khánh của Ma La Thập. Âm 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 âm, bát khánh tan vỡ, đại trận bị đánh cho tan tác, vô số linh quang bay tứ tán, hơn 400 vạn tiên nhân trong đại trận tử thương vô số. Ma La Thập bị chấn xương cốt vỡ vụn, ngước mặt lên nhìn thấy đạo quân kia lại vỗ trường xuống. Chợt ma khí linh quang cuộn trào từ xa ập đến, Thánh Ma Thiên Tôn điều khiển ma khí giết gào bay tới. Tiếng nổ vang lên đít tai, Thánh Ma Thiên Tôn đụng độ với đạo quân kia. Hai đạo quân chiến đấu trong biển tiên, giết đến trời đất quay cuồng. Các núi tiên quanh thân đạo quân không ngừng dâng lên từ mặt biển, các ngọn núi đập xuống như ấn. Biển tiên, núi tiên
là từ một trong 3.000 đại đạo của Đế Lân, là Tiên Thiên Linh Bảo, có uy lực khủng bố vô biên. Thánh Ma Thiên Tôn lấy cây bồ quỷ ra, gã có được từ Đại La Thiên gồm 7 cái. 7 chiếc quạt bay đầy trời, thổi núi tiên, dế lên biển tiên, nơi đó như có giông tố. Thánh Ma Thiên Tôn cầm chiến kích lấy từ bồ quỷ thụ, đánh sắp lá cà với đạo quân kia. Thánh Ma Thiên Tôn hung mãnh, làm đạo quân đó chỉ biết đỡ đòn. Chính giữa mấy đại trận khác, trong Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, thành lớn, dưới bia đá, trong khung cửa, trên tháp cao, Lê Hoa Thánh Mẫu, Vân Dương Nguyên Quân, Nguyệt Bột Nữ Quân, Định Quang, Linh Châu Tử đánh vào bên trong, giết hướng đạo quân. Bên trong thành, bên cạnh con rồng to, Càn Khôn Lão Tổ híp mắt đánh giá chiến cuộc, đột nhiên nói: "Vạn chú đạo huynh, đến lượt ngươi." Vạn chú đạo quân bỗng bay lên ngay, 50 cái chuông bay cao, cái chuông to dao động, lộ ra 50 loại chú đạo, tiên thiên đạo cảnh. Các quy lực lớn nhỏ xuất hiện cùng với tiếng chuông. Vạn chú đạo quân làm phép trong 50 tiên thiên đạo cảnh, chuẩn bị chú sát đối thủ. Phục Xá giáo chủ chợt thấy vạn chú đạo quân đang làm phép liền biến sắc mặt. Phục Xá giáo chủ quát lớn: "Lang Hiên đâu? Lang Hiên đâu rồi? Bắn chết vạn chú đạo quân cho ta." "Có Lang Hiên đây." Một đạo tôn xuất hiện sau lưng Phục Xá giáo chủ, lấy cung lớn ra, cũng là tiên thiên linh bảo, biến ra từ 3.000 đại đạo của Đế Lân. Đạo tôn dưng cung bắn tên. Chợt một đạo tôn xuất hiện trên tường thành đối diện, dưng cung bắn. Hai mũi tên ánh sáng va chạm, liền nổ tung. "Đạo quân tiền sứ, tương khang trong thiên môn sao?" Lang Hiên đạo tôn nhìn đạo tôn đứng trên tường thành đối diện, nheo mắt nói: "Giáo chủ, ta e rằng ta tạm thời không thể bắn chết vạn chú được. Tương Khang là đệ nhất thần xạ tiền sứ, ta có thể luyện thành thần xá cũng nhờ tham ngộ đại đạo của hắn ta. Ta và Tương Khang phải có trận chiến, nhìn xem ai mới là đệ nhất thần xá từ xưa đến nay." Phục Xá giáo chủ định nói chuyện, chợt thấy Lăng Hiên đạo tôn nhảy vào hư không, Tương Khang cũng nhảy lên biến mất. Trên bầu trời, hai quân bay tới bay lui, tên ánh sáng chiếu rọi vũ trụ càn khôn, là hai thần xạ đẳng cấp đạo tôn đại chiến, làm người ta nhìn hoa mắt. Lúc này, vạn chú đạo quân đã hoàn thành chú sát đại tế. Vạn chú đạo quân hét lên chói tai, 50 cái chuông cổ ngân, thoáng chốc có một đạo quân rớt xuống, chết trong bụi trần. Vạt áo Phục Xá giáo chủ bay lên, cắn răng nói: "Xem ra, ta phải dùng chú đạo, khắc chế chú đạo vậy. Ta sẽ tự làm phép chú chết vạn chú. Ta sẽ thỉnh Tranh Hồng Mông Thanh Liên của lão sư trợ giúp ta chú sát vạn chú đạo quân."